Anh Hưng, anh đánh giá thế nào về cái tình hình kinh tế, kinh doanh cũng như là doanh nghiệp vào năm 2023 vừa qua? Chắc chắn là mọi người đều cảm thấy một cái không khí nó hơi căng thẳng nhỉ, hơi áp lực đúng không? Đúng rồi. Vì kinh tế vĩ mô, lạm phát rồi là tăng trưởng GDP rồi rất nhiều vấn đề về về thanh khoản, về tài chính tiền tệ, rồi tình hình đầu tư trong lĩnh vực về trái phiếu, cổ phiếu rồi kể cả bất động sản, thậm chí cả vàng. Cũng rất nhiều những cái biến động, mọi người cảm thấy rất là áp lực. Tôi nghĩ rằng là cái này nó cũng vừa mang tính chu kỳ nhưng nó cũng những yếu tố mang tính hơi là bất ngờ, gây cho chúng ta một cái sự khó khăn nhất định. Khó khăn. Chắc chắn là rất khó khăn. Nó không chỉ là vĩ mô mà kể cả vi mô là các doanh nghiệp, rồi thậm chí là đến cả người dân, người tiêu dùng, do những yếu tố về chỉ số giá tiêu dùng rồi tình hình lạm phát tăng trưởng khiến cho chúng ta cảm giác như là nghẹt thở. Chúng ta đều biết rằng là năm 2023 vừa qua là một cái năm mà rất là khó khăn với doanh nghiệp. Thì cũng giống như nhận định của Sắc Hưng, chúng ta đã trải qua thời kỳ nó rất là biến động. Nhưng mà tuy nhiên thì ta luôn có những cơ hội trong năm 2024 sắp tới. Thì vào ngày 23, 24 tháng 3 sắp tới, tôi cùng Sắc Hưng và rất nhiều diễn giả khác sẽ chia sẻ với các bạn về một chương trình mang tên là Đại hội Marketing and Sale. Chúng ta đều biết rằng là tất cả mọi doanh nghiệp đều cần có một cái nguồn lực là marketing và sale để chúng ta có thể phát triển thị trường cũng như là doanh số bán hàng. Vậy thì chương trình này chúng tôi chia sẻ điều gì? Thứ nhất, làm thế nào để bạn không tốn những nguồn lực nhưng chúng ta vẫn có được rất nhiều những người bán hàng cho mình, những cộng tác viên, những người làm affiliate. Thứ hai, theo xu thế của AI, chúng ta sẽ làm thế nào để áp dụng được AI trong việc là phát triển cái tự động hóa cho doanh nghiệp cũng như là chúng ta tiết kiệm những chi phí về vận hành marketing, content hay là rất nhiều chi phí khác. Thứ ba, làm thế nào để chúng ta có được những chiến lược kinh doanh, một cái bản đồ cụ thể rõ ràng nhất trong năm 2024. Và chắc chắn rồi, hôm đó Sắc Hưng sẽ cùng với các diễn giả sẽ lên tọa đàm và trả lời câu hỏi cũng như là chia sẻ các bạn về những định hướng trong năm tới. Cho nên để biết rằng là với kinh nghiệm của Sắc Hưng thì chắc chắn chúng ta sẽ có được một cái tấm bản đồ thực sự tuyệt vời. Và sẽ có 50 vé đăng ký ưu đãi dành cho 50 người đầu tiên kích và link ký bên dưới hoặc là để lại số điện thoại. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Đại hội Marketing Sale 2024 nhá.